quay trở lại với Mi News, mình là Ngọc. Hôm nay mình sẽ đưa cho mọi người một số bản tin về công nghệ như sau. Xiaomi sẽ không có Mi Mix 4. Galaxy S11 có thể sở hữu một tính năng điên rồ chưa smartphone nào từng có trước đây. Tai thỏ có thể sẽ không còn hiện diện trên iPhone 2020. CEO Nhậm Chính Phi mạnh miệng tuyên bố Huawei có thể sống sót mà không cần tới Mỹ. Hãng điện thoại Oppo sẽ đồng hành cùng ba giải đấu lớn nhất của Liên minh huyền thoại. Tuần trước khi Xiaomi tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm, nhiều người dùng đã chờ đợi sự xuất hiện của Mi Mix 4, phiên bản kế nhiệm của Mi Mix 3 cùng với Mi 9 Pro 5G. Tuy nhiên, cuối cùng Xiaomi lại gây bất ngờ khi công bố Mi Mix Alpha. Dù sự kiện trên không có sự xuất hiện của Mi Mix 4, nhưng các tin đồn liên quan đến thiết bị này vẫn liên tục xuất hiện. Li Jun, giám đốc điều hành của Xiaomi mới đây đã đăng trên Weibo để giải đáp. Công ty chỉ ra mắt Mi Mix Alpha và không có kế hoạch cho một chiếc Mi Mix nào khác. Trước đây, Xiaomi luôn sử dụng dòng Mi Mix để trình làng những công nghệ mang tính đột phá của hãng. Lần này, Mi Mix Alpha vẫn tiếp tục truyền thống này. Đây là một chiếc smartphone có màn hình gần như bao bọc toàn thân máy. Tỷ lệ hiển thị lên tới 180%. Ngoài ra, nó còn được trang bị cảm biến hình ảnh 108MP, cao nhất cho thiết bị di động hiện nay. Dẫu vậy, Mi Mix Alpha vẫn gây chút thất vọng với các fan Xiaomi bởi mức giá quá cao của nó, gần 2.800 USD. Với giá bán trên trời này, không nhiều người dùng có hy vọng sở hữu Mi Mix Alpha, vì vậy họ vẫn mơ về chiếc Mi Mix 4 với một mức giá dễ chấp nhận hơn. Vẫn còn khoảng 6 tháng nữa Galaxy S11 mới được công bố, nhưng những tin đồn đầu tiên đã xuất hiện. Theo đó, chiếc điện thoại flagship tiếp theo của Samsung sẽ có một hệ thống camera tốt hơn, với một ống kính lên tới 108MP, hỗ trợ zoom quang học 5X. Ngoài ra, Samsung có thể đang phát triển một loạt những công nghệ mới để trang bị cho những thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm Galaxy S chữ danh những tính năng mà các đối thủ chính của họ, bao gồm Apple, không hề có. Và một trong số đó là hệ thống camera mới có phần điên rồ, có thể phát hiện hàm lượng đường trong trái cây, biết được bạn đang uống đủ nước hay không và nhiều thứ khác. Cụ thể, một bàn sáng chế mới của Samsung có tên là Electronic Device Including Temporal Light Source, thiết bị điện tử bao gồm nhiều nguồn ánh sáng, miêu tả một chiếc smartphone với cụm phát quang phổ hồng ngoài ở mặt lưng. Cụm này sẽ cho phép chiếc điện thoại bắn ra những chùm sóng điện tử về phía vật thể, bao gồm tia hồng ngoại và ánh sáng thấy được. Và chùm sóng này khi chạm vào vật thể sẽ được gửi một tín hiệu ngược lại đến quang phổ kể. Một con chip đặc biệt sẽ phân tích dữ liệu và xác định nhiều đặc tính của vật thể nêu trên, bao gồm độ ẩm, lượng đường và thậm chí là cả nhịp tim. Không dừng lại ở đó, công nghệ này còn có thể đo nồng độ CO2 hoặc glucose trong máu, thậm chí có thể phát hiện cả khói nữa. Samsung cũng có thể tận dụng để giới thiệu tính năng Face ID của riêng mình. Đây chỉ là dự đoán dựa trên nội dung của bằng sáng chế và không có gì đảm bảo cụm phát quang phổ hồng ngoại sẽ xuất hiện trên chiếc Galaxy S thế hệ tiếp theo. Benjamin Gaskin, một tipster của chiếc smartphone, đã tuyên bố rằng Notch có thể sẽ biến mất đối với ít nhất một mẫu sản phẩm của dòng sản phẩm iPhone 2020. Gaskin cho biết một trong những nguyên mẫu iPhone 12 hoặc cũng có thể là tên gọi khác sẽ bị loại bỏ phần tai thỏ. Apple sẽ chuyển toàn bộ hệ thống Face ID và True Depth sang một không gian khá trật trội, đó là đường viền ở trên của smartphone, thẳng hàng với micro và loa. Trước đó vào khoảng tháng 7, nhà phân tích nổi tiếng về Apple Min-Chi Kuo cũng đã tuyên bố rằng Apple sẽ tăng diện tích màn hình của iPhone bằng cách giảm kích thước của phần camera trước. Một nhà phân tích Reddit Space cũng đưa ra những nhận định về khả năng Apple sẽ loại bỏ Note vào đầu năm 2020. Mặc dù họ đã dự đoán Face ID sẽ chịu nhiều tình cảnh tương tự, Kuo cũng tin rằng Apple sẽ thay thế màn hình OLED 6.5 inch trên iPhone 11 Pro Max bằng màn hình 6.7 inch lớn hơn vào năm tới. Vì vậy, có thể Redskin đang muốn đề cập đến iPhone 12 Pro Max trong đoạn tweet của mình. CEO kiêm nhà sáng lập của Huawei tuyên bố, nếu được chính phủ Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm, Huawei sẽ tiếp tục sử dụng các linh kiện do nước này sản xuất. Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định Huawei vẫn có thể sống sót mà không cần nguồn cung từ phía Mỹ. Đây là tuyên bố mới nhất vừa được nhân vật quyền lực nhất của Huawei, ông Nhậm Chính Phi đưa ra vào hôm nay. Có một thực tế là Huawei có thể tồn tại mà không cần công nghệ hay linh kiện do các công ty Mỹ sản xuất. Cũng theo CEO của Huawei, đã không có ít các công ty của phương Tây có thể sản xuất các sản phẩm mà không cần bất kỳ linh kiện nào của Mỹ. Chính thực tế này đã tiếp thêm sự tự tin cho Huawei. Đáng chú ý, ông Nhậm Chính Phi cũng tiết lộ, Huawei đã có kế hoạch lựa chọn các nhà cung cấp khác để thay thế cho các công ty của Mỹ. Mặc dù đã không đề cập đến bất cứ cái tên cụ thể nào, ông Nhậm cũng khẳng định,
Nguồn cung từ các nhà cung cấp mới này đang rất ổn định. Trước đó, trong một thông báo ngắn gửi tới các phóng viên vào thứ Năm, Rob Schreier, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính sách an ninh mạng, tiết lộ rằng nhiều khả năng chính phủ Mỹ sẽ không gia hạn việc tạm hoãn thi hành lệnh cấm hợp tác giữa các công ty Mỹ với Huawei. Tại thời điểm này, Huawei chỉ còn vài tuần nữa là hết hạn 90 ngày tạm hoãn lần 2 đối với lệnh cấm hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ được ban hành vào ngày 19 tháng 8. Việc tạm hoãn trong 90 ngày này cho phép Huawei thực hiện một số các hoạt động kinh doanh nhất định đối với các công ty Mỹ. Hiện tại, lệnh tạm hoãn thi hành lần 2 sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 11 năm 2019. Theo Gip China, lệnh cấm của chính phủ Mỹ tới Huawei trong thời gian tới đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh doanh của các công ty nước này. Theo thống kê, chỉ tính riêng năm ngoái, Huawei đã chi tới 11 tỷ USD để nhập các linh kiện từ các công ty có trụ sở tại Mỹ như Qualcomm, Intel và Micron. Rất nhiều thương hiệu lớn bắt đầu tham gia vào esports, thể thao điện tử. Mới đây, Riot Games đã thông báo họ đã ký hợp đồng độc quyền với Oppo, đối tác điện thoại thông minh toàn cầu đầu tiên cho Liên minh Huyền thoại. Cụ thể, Oppo sẽ đồng hành cùng 3 giải đấu lớn nhất của Liên minh Huyền thoại bao gồm Chung kết Thế giới, MSI và All Star bắt đầu từ Chung kết Thế giới 2019 tới hết năm 2024 thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Tài trợ giải thưởng MVP tại Chung kết Thế giới và MSI đồng thời tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng tại các trận chung kết. Cung cấp cho người dùng những trải nghiệm gần gũi nhất từ cosplay đến hình ảnh hậu trường thông qua Oppo Cam. Tổ chức các chuyến đi đến giải đấu lớn nhất của Liên minh Huyền thoại cho người dùng may mắn nhất. Sự hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên Oppo tham gia vào các giải đấu thể thao điện tử sau khi tập đoàn này đồng hành cùng Wimbledon, FC Barcelona hay các giải đấu cricket trong những năm qua. Là một trong bốn thương hiệu điện thoại thông minh dẫn đầu thị trường, Oppo hứa hẹn sẽ là một đối tác chiến lược của Riot khi cả hai đều hướng tới việc lấy người dùng làm trung tâm. Về phía Riot Games, họ lại có thêm một đối thủ nặng ký khác sau Mastercard, StayFam, Alan Square, Cedric Black và Louis Vuitton. Điều này đảm bảo chắc chắn cho việc các giải đấu sẽ càng hoành tráng hơn, đem tới các trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng lẫn người xem trong tương lai. Trên đây là bản tin công nghệ B-News của B-Channel. Hẹn gặp lại mọi người trên những bản tin sau.